Chào mừng các cậu đã quay trở lại với What to Wear Anime. Ở video lần này, tôi sẽ cùng các cậu tìm hiểu thêm về cuộc đời của một nhân vật phụ nhưng lại có lượng fan ngang ngửa nhân vật chính trong series Naruto. Vâng, và đó là Papa Suke. Đó là Uchiha Itachi. Cùng vào với video ngay thôi, let's go! Uchiha Itachi là con trai lớn của trưởng tộc Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto, là một ninja đại tài của gia tộc Uchiha, được mệnh danh là một trong những người sử dụng Sharingan giỏi nhất từ trước tới nay. Thế nhưng cuộc đời đã không tử tế với Itachi và khiến anh phải sống trong sự giả dối cho tới khi chấm dứt cuộc đời khi còn rất trẻ. Itachi sinh ngày 9 tháng 6, lúc này cũng là thời điểm đại chiến ninja lần thứ 3 chuẩn bị nổ ra, đánh dấu một mốc rất quan trọng trong cuộc đời của Itachi. Vào năm 4 tuổi, Itachi đã được chứng kiến cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ 3. Lúc này, cậu đã hiểu được thế nào là chiến tranh, là chết chóc. Itachi đã từng cố cứu giúp một ninja làng đá trong cuộc đại chiến nhưng lại suýt bị hắn tấn công. Từ đó, Itachi đã hiểu được bản chất của thế giới nhẫn giả, tàn nhẫn và đau thương. Cùng năm đó, sau khi đại chiến nhẫn giả đình chiến có được hòa bình, Itachi đã gặp Orochimaru lần đầu tiên. Cậu đã hỏi Hoa hậu Orochi một câu hỏi mà có lẽ không ai cũng trả lời được: sống là gì? Và nhận được câu trả lời là sống là hư vô. Có lẽ lúc này, Itachi cũng đã nhận ra được điều gì đó. Ở thời điểm này, Itachi cũng đã có một thể thuật đáng gờm khi có thể thả người rơi từ vách đá mà vẫn tiếp đất an toàn. Việc này là quá sức với một đứa trẻ 4 tuổi. Ngay ở lúc này, Itachi đã bộc lộ bản chất thiên tài của mình. Khi Itachi 5 tuổi là lúc Sasuke chào đời, lần đầu tiên được chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé được sinh ra. Tâm trí Itachi như được khai sáng nhờ đứa em trai của mình, người mà về sau anh đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ. 5 tuổi là cái tuổi mà lũ trẻ trong làng vẫn luôn luôn ham chơi, nhưng Itachi thì khác. Cậu luôn âm thầm luyện tập những kỹ thuật ninja để trau dồi bản thân. Ở tuổi này, Itachi đã có một kỹ thuật dùng Shuriken siêu đẳng, cùng nhìn ra thằng Life này nè. Thật đáng ngưỡng mộ phải không? Cùng năm đó, Cửu Vĩ đã tấn công làng lá và cướp đi sinh mạng của Minato cùng Kushina. Itachi còn có thể cảm nhận chuyện này trước khi nó xảy ra. Không chỉ thể thuật mà trong nhẫn thuật, Itachi cũng là một thiên tài. Chỉ cần nhìn cách kết ấn của hỏa thuật đại hỏa cầu, một nhẫn thuật chân truyền của Uchiha, cậu đã có thể bắt chước y chang và sử dụng nó một cách thành thục. Ở tuổi thứ 6, Itachi đã đi học ở học viện nhẫn giả như bạn bè đồng trang lứa, nhưng Itachi đã hoàn toàn vượt trội hơn bất cứ ai trong trường từ thể thuật, kiến thức về thế giới ninja đến các kỹ thuật ninja. Dường như các kiến thức ở trường sớm đã làm Itachi buồn chán vì chúng quá dễ với cậu. Vì vậy, sau những giờ học ở trường, Itachi sẽ về nhà và nhờ bố mình dạy nhẫn thuật. Ở trường, Itachi cũng rất nổi tiếng với các bạn nữ, ngầu quá giá mà. Có lần, cậu vô tình gây gổ với học sinh năm trên. Nhưng rồi, Itachi nhà ta vẫn bém sấp mặt tên lớp trên lớn hơn mình. Và cứ như thế, Itachi học hết một năm, cậu đã đứng đầu tất cả các lớp. Nhưng dường như thứ đó không làm Itachi vui vẻ. Trong đầu cậu luôn có những câu hỏi vu vơ, nhẫn giả là gì, làng là gì. Lúc này, Itachi cũng đã gặp và khá thân thiết với một thiên tài nữa của tộc Uchiha, đó chính là Uchiha Shisui. Anh đã dạy Itachi nhiều thứ về kỹ thuật ninja. Trong một lần gây gổ nữa ở trường, Itachi đã bị các thầy giáo phát hiện ra đang sử dụng ảnh phân thân. Để nói cho các cậu dễ hiểu, thì thuật phân thân bản sao sẽ không di chuyển được, còn ảnh phân thân thì bản sao có thể di chuyển, suy nghĩ một cách tự do. Chính vì lý do này, Itachi đã được đặc cách tốt nghiệp mặc dù mới vào học viện được một năm với điểm số chỉ đứng sau đệ tứ Minato và trở thành genin năm 7 tuổi. Lên 8 tuổi, Itachi đã tham gia vào đội 2 cùng với Tenma Izumo và Shinko Inari. Từ khi vào đội này, Itachi đã vui vẻ hơn xưa rất nhiều, không còn gò bó bởi những ý nghĩ xấu xa như trước nữa. Và lại, Itachi cũng dần hiểu được đâu là tình bạn, cậu đã gần như trở về lại như những đứa trẻ, biết vui chơi, cười nói. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu. Trong một nhiệm vụ hộ tống của đội 2, họ đã bị tấn công bởi một tên đeo mặt nạ. Lúc này, chính là Uchiha Obito đang giả danh là Madara. Obito đã ra tay giết hại Tenma Izumo ngay trước mắt Itachi. Đây là một cú sốc rất lớn đối với Itachi, vì chính điều này đã khiến Itachi hiểu được thế nào là đau khổ. Cùng lúc đó đã đạt được điều kiện thức tỉnh được Sharingan. Nhưng chính nó lại đưa Itachi trở lại con đường tăm tối, sống trong sự giả dối, từ giờ tới về sau. Năm 10 tuổi, lúc này, Itachi chỉ luôn đâm đầu vào việc luyện tập, cậu đã luôn trách mình quá yếu nên Izumo mới chết. Niềm vui duy nhất của Itachi hiện tại chỉ là em trai Sasuke và luyện tập cùng với Shisui. Trong một lần đi với Shisui, hai người đã đụng độ đội Hắc Anbu và Danzo. Itachi đã đánh solo 1-1 và chiến thắng áp đảo một Anbu khi chỉ mới 10 tuổi. Thậm chí, nữ Anbu đó còn là người trong tổ chức chưa từng có địch thủ. Lúc này, nàng áo của chúng ta vẫn đang bị treo trên cây. 10 tuổi, Itachi đã được đặc cách thi lên Chunin và đã hoàn thành nó một cách dễ dàng. 11 tuổi,
Uchiha Itachi gia nhập đội Anbu với lý tưởng bảo vệ làng từ trong bóng tối. Ở độ tuổi này, Itachi đã trở thành một niềm tự hào của cha mẹ. Cô cũng chính là bằng chứng cho sự phồn thịnh của tộc Uchiha trong tương lai, là một hình mẫu lý tưởng cho em trai Sasuke. Lúc này, Itachi đã đủ chín chắn để hiểu được sự nông cạn của gia tộc mình. Itachi đã âm thầm lên kế hoạch kiềm chế lại gia tộc của mình. Cô đã chia sẻ kế hoạch này với Shisui, người có chung chí hướng với Itachi. Nhưng không may, trước lúc kế hoạch được thực hiện, Shisui đã bị đàn rồ cướp mất một con mắt. Cuối cùng, Shisui đã trao con mắt còn lại của mình cho Itachi và gieo mình xuống dòng sông Naka. Mất đi người bạn và cũng là người duy nhất hiểu được tâm tư của mình, Itachi đã suy sụp. Một lần nữa, Itachi đã chạm đáy của nỗi đau, cùng lúc đó thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Thế nhưng, mọi sự nghi ngờ về cái chết của Shisui lại đổ dồn về Itachi. Họ nghi ngờ rằng Itachi phản bội gia tộc. Ở thời điểm này, Itachi đã được tiến cử làm đội trưởng của một đội Anbu nhờ sự công nhận của Danzo cùng với đệ tam Hiruzen. Thế nhưng, thực chất các nhiệm vụ mà Itachi nhận được lại hoàn toàn từ Danzo mà không có báo cáo với đệ tam. Đây có lẽ chính là dấu mốc lớn nhất của Uchiha Itachi. Khi được 14 tuổi, Itachi đã hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ khó và hoàn thành chúng rất tốt. Nhưng vào thời điểm này, sự xung đột giữa làng và gia tộc Uchiha đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù đệ tam vẫn muốn đàm phán với Uchiha, nhưng tên Danzo đã đi trước một bước. Hắn bắt Itachi phải lựa chọn giữa chiến đấu ở cuộc nổi loạn cùng gia tộc và hy sinh cùng gia đình, hoặc đứng về phía làng để tàn sát gia tộc, ngoại trừ Sasuke, để cuộc đảo chính không xảy ra. Danzo đã lấy Sasuke làm con tin và khiến Itachi phải theo lựa chọn đau khổ nhất nhưng lại bảo vệ được em trai yêu quý của mình. Và thế là Itachi đã tìm đến Uchiha Obito để nhờ hắn giúp chuyện này. Từ đây, bi kịch của Uchiha cùng với Itachi bắt đầu. Đó là một đêm trăng sáng rực, bầu trời bị nhuộm đỏ bởi máu của những người Uchiha, từng người một nằm xuống dưới lưỡi kiếm lạnh buốt của Itachi. Những người cuối cùng bị thanh kiếm đã nhuốm đầy máu đỏ đó kề vào cổ chính là cha mẹ của Itachi. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ phải đánh một trận sinh tử chiến với cha mình, nhưng cậu đã nhầm, họ đều tôn trọng quyết định và chấp nhận chết dưới lưỡi kiếm của Itachi. Từ giây phút này, mọi thứ trong Itachi dường như đã chết. Không chỉ vậy, Itachi còn khiến Sasuke hận mình, thức tỉnh được Sharingan và lấy chính anh để làm động lực thúc đẩy sự trưởng thành. Chuyện này chỉ duy có những người cấp cao của làng lá biết. Itachi đã phải trở thành một tên tội phạm cấp S với tội danh sát hại cả gia tộc, trở thành một ninja phiêu bạt. Một lần nữa, Itachi lại trở thành gián điệp hai mang. Nhưng lần này là giữa làng và tổ chức tội phạm Akatsuki. Sau 4 năm hoạt động, Itachi lúc này đã có được lòng tin tuyệt đối của Akatsuki. Thế nhưng, làng lá lại xảy ra sự kiện Orochimaru tấn công làng và đệ tam đã hy sinh. Nghe được tin động trời, Itachi lập tức nhận nhiệm vụ đích thân về lại làng lá để kiểm chứng chuyện này và điều tra về cửu vĩ. Nhưng thực chất, Itachi lần này xung phong về làng là để xem xét tình hình của Sasuke, vì người duy nhất bảo hộ cho Sasuke khỏi Danzo lúc bấy giờ đã hy sinh. Sự xuất hiện của Itachi ở làng lá thời điểm đó cũng ngầm đe dọa Danzo rằng anh vẫn còn sống, đừng hòng đụng tới Sasuke. Nhưng rồi, Itachi lại rời đi vì anh đã biết Sasuke đã có những người bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Itachi lúc này cũng đã mắc hội chứng bệnh nan y và cầm chắc cái chết. Anh đã phải dùng thuốc để có thể kéo dài sự sống của mình cho tới khi Sasuke đủ trưởng thành để giết chết anh. Trước khi hẹn Sasuke quyết đấu một trận cuối cùng tại mật thất dòng họ Uchiha, Itachi đã gặp riêng Naruto và hỏi nếu Sasuke không chịu trở về làng lá, ngược lại còn có ý định tấn công làng, thì giữa Sasuke và làng lá, Naruto sẽ chọn ai? Khi Naruto trả lời rằng cậu sẽ bảo vệ làng và sẽ làm mọi cách để đem Sasuke ra khỏi con đường tội lỗi, Itachi yên tâm mỉm cười. Anh cấy vào cơ thể Naruto một con quạ mang con mắt còn lại của Shisui, thứ mà sau này là chìa khóa để kết thúc sự bành trướng của uế thổ chuyển sinh. Sau khi hoàn thành mọi việc, Itachi đã hẹn Sasuke một trận quyết đấu cuối cùng. Đến lúc này, Itachi vẫn mang mặt nạ của một kẻ sát nhân, tỏ ra thèm muốn đôi mắt của Sasuke. Trận chiến này nửa của hai anh em nổ ra. Trận chiến gần như kết thúc khi Itachi bật Susanoo. Mặc dù bị thổ huyết liên tục, nhưng Itachi vẫn gắng gượng bước đến chỗ Sasuke. Tưởng rằng anh mình sẽ lấy đi đôi mắt, nhưng Itachi chỉ dùng tay ấn nhẹ lên trán Sasuke như ngày xưa và nói: "Anh xin lỗi Sasuke, sẽ không còn lần sau nữa rồi." Và ngã khuỵu xuống. Một người anh hùng thầm lặng của làng lá, cũng như một người anh luôn yêu thương em trai mình, đã nằm xuống ở tuổi 21. Thực chất mục đích của cuộc chiến này là để Itachi giải thoát cho Sasuke khỏi Orochimaru, cũng như truyền nhãn lực của mình cho Sasuke. Mặc dù đã chết, nhưng anh đến chết vẫn không yên với cái lũ Shinobi này. Ở đại chiến ninja lần 4, Itachi đã bị Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh để hồi sinh. Ngay lập tức, anh đã đến tìm Naruto và dùng con quạ năm xưa có con mắt của Shisui để hóa giải thuật chuyển sinh. Rồi một lần nữa được gặp lại em trai Sasuke và hai anh em đã cùng nhau chiến đấu chống lại Kabuto và góp công lớn trong đại chiến nhẫn giả lần thứ tư. Itachi, một con người quá giỏi để hòa nhập,
quá tàn nhẫn để chúng sống và quá mâu thuẫn để hiểu rõ chính bản thân mình. Có thể nói Itachi là một người có tính cách và nội tâm khá phức tạp. Anh tự nhốt mình trong một thế giới riêng đầy bí ẩn, không ai có thể tiếp xúc và hiểu được con người thật của anh, và anh cũng không cần biết điều đó. Nhưng cho tới cuối cùng, Itachi đã luôn phải chịu đựng mọi nỗi đau từ cả thể xác tới tinh thần chỉ để bảo vệ người em trai yêu quý của mình, một người anh hùng thầm lặng không màng tới vinh quang. Video đến đây là kết thúc. Thực sự thì khi ngồi viết những dòng này, con tim của tớ lại bị nhói đau một lần nữa. Thật đáng thương cho thân phận của Itachi. Anyway, cảm ơn các cậu đã đón xem. Hẹn gặp các cậu ở video lần sau. Nếu các cậu thích series ngược dòng thời gian này thì hãy comment ở dưới về những nhân vật tiếp theo các cậu muốn xem nha. What you read? Out.